Tiết trước, chúng ta đã được học và hoàn thành mạch điện, hai công tắc, hai cực điều khiển hai đèn. Hôm nay, cô và trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và thực hành hai mạch điện. Mạch điện thứ nhất, hai công tắc, ba cực điều khiển một đèn. Mạch điện thứ hai, một công tắc, ba cực điều khiển hai đèn. Mạch đèn đầu tiên, cô muốn giới thiệu với các em, đó là mạch đèn cầu thang. Mạch đèn này bắt buộc phải sử dụng ở nhà cao tầng vì sự tiện ích, dễ lắp đặt mà người ta thường lắp mạch điện ở vị trí lối đi, cụ thể là vị trí cầu thang. Đây là hình ảnh mạch điện đèn cầu thang. Để thực hiện mạch điện này, chúng ta cần chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và thiết bị nào? Đầu tiên là dụng cụ gồm kìm điện, kìm tút dây, tua vít, bút thử điện, khoan tay. Vật liệu và thiết bị. Chúng ta cần chuẩn bị bảng điện, cầu chì, công tắc ba cực, dây dẫn điện, bóng đèn, đuôi đèn, băng cắt điện, giấy ráp. Để thực hiện mạch điện này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần 2 la mã, nội dung và trình tự thực hành. Em hãy so sánh công tắc hai cực và công tắc ba cực, nhận xét sự khác nhau về cấu tạo của chúng. Ở đây cô có công tắc ba cực và công tắc hai cực. Nhìn bên ngoài, công tắc và hai cực và công tắc ba cực rất giống nhau. Tuy nhiên, chúng có sự khác nhau về phần cấu tạo bên trong. Đối với công tắc ba cực thì bộ phận tiếp điện có ba chốt, một cực động nằm ở giữa, hai cực tĩnh nằm ở phía hai bên, dùng để chuyển nối dòng điện. Đối với công tắc hai cực thì bộ phận tiếp điện có hai chốt, một cực động và một cực tĩnh, dùng để đóng cắt dây dẫn. Tiếp theo là cô giới thiệu với các em quy ước vẽ công tắc ba cực và công tắc hai cực. Do bài học hôm nay chúng ta tích hợp nội dung hai bài, nên nội dung và trình tự thực hành được chia làm hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất, mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. Một nhỏ, vẽ sơ đồ lắp đặt. A nhỏ, tìm hiểu sơ đồ nguyên lý. Sau đây là sơ đồ mạch điện đèn cầu thang. Ở mạch điện này chúng ta có các phần tử: một cầu chì, hai công tắc ba cực, một bóng đèn. Dây nóng được ký hiệu là A, dây nguội được ký hiệu là O. Khi dòng điện đi qua cầu chì được nối vào cực động của công tắc thứ nhất, cực động của công tắc thứ hai sẽ được nối vào bóng đèn, cực còn lại của đèn sẽ đi về dây nguội. Như vậy, chúng ta còn hai cực tĩnh của công tắc thứ nhất và công tắc thứ hai được ký hiệu là 1 và 2. Cực thứ nhất của công tắc thứ nhất sẽ được nối với cực thứ nhất của công tắc thứ hai. Cực thứ hai của công tắc thứ nhất sẽ được nối vào cực thứ hai của công tắc thứ hai. Đó là sơ đồ nguyên lý mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu sơ đồ lắp đặt mạch điện này. Để vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện, chúng ta cần nhớ 4 bước vẽ sơ đồ. Bước thứ nhất, vẽ đường dây nguồn. Bước thứ hai, xác định vị trí của bảng điện và bóng đèn. Bước thứ ba, xác định thiết bị điện trên bảng điện. Bước thứ tư, đi dây. Để đi dây được mạch điện, chúng ta cần hiểu sơ đồ nguyên lý. Bây giờ, chúng ta cùng vẽ sơ đồ lắp đặt nhé. Từ dây nóng đi qua cầu chì. Từ cầu chì chúng ta sẽ nối vào cực động của công tắc thứ nhất. Cực thứ nhất của công tắc thứ nhất sẽ được nối vào cực thứ nhất của công tắc thứ hai. Cực thứ hai của công tắc thứ nhất sẽ được nối vào cực thứ hai của công tắc thứ hai. Như vậy, còn lại cực động của công tắc thứ hai chúng ta sẽ nối vào bóng đèn. Cực còn lại của bóng đèn chúng ta đi về dây nguội. Mạch điện của chúng ta đã hoàn tất. Bây giờ các em hãy cùng nhau vẽ mạch điện này vào trong tập mình nhé. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu mạch điện thứ hai.
Mạch điện này có tên gọi là mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. Đây là mạch điện tại một vị trí công tắc, chúng ta có thể điều khiển được đèn 1 và đèn 2 tách sáng luân phiên. B. Mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. A nhỏ, sơ đồ nguyên lý. Đây là sơ đồ nguyên lý mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. Trong mạch điện này chúng ta có các phần tử sau: một cầu chì, một công tắc hai cực, một công tắc ba cực, đèn số 1 và đèn số 2. Khi khóa K của công tắc ba cực ở vị trí số 2, đèn 1 sáng, đèn 2 tắt. Khi khóa K ở vị trí số 3, đèn số 2 sáng và đèn số 1 tắt. Sau khi đã hiểu rõ sơ đồ nguyên lý, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện này nhé. Để thực hiện mạch điện này, chúng ta cần thực hiện theo 4 bước vẽ sơ đồ lắp đặt. Bước thứ nhất, vẽ đường dây nguồn. Ở đây, chúng ta có dây nóng và dây nguội được ký hiệu là A và O. Bước 2, xác định bảng điện và bóng đèn, gồm một bảng điện và hai bóng đèn được đặt ở hai vị trí khác nhau. Bước 3, xác định thiết bị điện trên bảng điện. Ở bảng điện này chúng ta có một cầu chì, một công tắc hai cực được đặt phía trên công tắc ba cực. Bước 4, đi dây. Chúng ta sẽ tiến hành đi dây. Từ dây nóng sẽ nối vào cầu chì, cầu chì sẽ được nối vào cực động của công tắc hai cực, cực còn lại của công tắc hai cực được nối vào cực động của công tắc ba cực. Cực thứ nhất của công tắc ba cực sẽ được nối với đèn thứ nhất, cực thứ hai của công tắc ba cực sẽ được nối vào đèn thứ hai. Hai cực còn lại của đèn sẽ được nối ra dây nguội như hình vẽ. Sau đây là quy trình thực hành mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. Bước 1, vạch dấu. Chúng ta sẽ xác định vị trí và lấy dấu của cầu chì, công tắc hai cực, công tắc ba cực trên bảng điện. Bước 2, khoan lỗ bắt vít và đi dây. Ở đây chúng ta có 6 lỗ bắt vít và 7 lỗ luồn dây dẫn điện. Bước 3, chúng ta tiến hành lắp các thiết bị điện vào bảng điện, đồng thời tính toán kích thước dây. Ở bảng điện này chúng ta có 3 phần tử. Thứ nhất, cầu chì. Thứ hai, công tắc 2 cực. Thứ ba, công tắc 3 cực. Bây giờ, chúng ta sẽ lấy một sợi dây thứ nhất nối vào cầu chì. Từ cầu chì, chúng ta sẽ nối vào cực động của công tắc 2 cực. Cực còn lại chúng ta sẽ nối vào cực động của công tắc 3 cực. Chúng ta sẽ tiến hành lấy một sợi dây thứ hai nối vào cực tĩnh thứ nhất của công tắc 3 cực. Sợi dây thứ ba chúng ta sẽ tiến hành nối vào cực tĩnh thứ hai của công tắc 3 cực. Các em hãy nối dây vào mạch chính. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy dây thứ nhất của cực thứ nhất nối với đèn thứ nhất. Chúng ta sẽ lấy dây thứ hai của cực thứ hai nối với đèn thứ hai. Dây nối với cầu chì chúng ta sẽ nối ra dây nóng. Hai cực còn lại của bóng đèn chúng ta sẽ nối vào dây nguội. Sau khi đã thực hiện xong mạch điện này, bước tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra mạch điện của mình đã đi đúng với sơ đồ lắp đặt hay chưa. Đầu tiên là từ dây nóng chúng ta sẽ mắc vào cầu chì. Từ cầu chì chúng ta sẽ mắc vào cực thứ nhất của công tắc hai cực. Cực còn lại chúng ta sẽ nối vào cực động của công tắc ba cực. Cực tĩnh thứ nhất của công tắc ba cực sẽ được nối vào đèn thứ nhất. Cực còn lại của đèn sẽ nối ra dây nguội. Cực tĩnh thứ hai của công tắc ba cực sẽ được nối vào đèn thứ hai. Cực còn lại sẽ nối vào dây nguội. Nếu như đã hoàn tất mạch điện này, chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo. Sau khi đã kiểm tra mạch điện đúng với sơ đồ lắp đặt, chúng ta sẽ cắt điện mối nối bằng băng keo cắt điện và lắp đèn 1, đèn 2 vào mạch điện. Cô vừa hướng dẫn các em quy trình thực hiện mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. Tương tự,
chúng ta cũng sẽ thực hiện mặt đèn cầu thang theo các bước đó. Như vậy, sau khi học xong bài này, công việc của các em cần làm ở nhà đó là học hiểu các sơ đồ, rèn luyện cách vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt, chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và thiết bị để thực hành bài 9 và 10. Tiết học của chúng ta kết thúc. Chúc các em vạn sự bình an và luôn luôn vui khỏe. Xin chào và tạm biệt.